Cuối tuần này, One Championship tiếp tục mang đến cho khán giả hai sự kiện thi đấu nảy lửa giữa những võ sĩ hàng đầu Thái Lan cùng các ngôi sao võ thuật thế giới. Sự kiện One Friday Fight 78, tâm điểm là màn so tài giữa võ sĩ 5 lần vô địch thế giới Parkour với đối thủ Fabio Reyes. Sự kiện One 168, với mọi sự chú ý hướng đến trận tranh đạo vô địch thế giới Muay Thái hạng cân Bantamweight giữa Jonathan Hagerty và Superleg. Mời quý khán giả đón xem One Friday Fight 78, 19:30 thứ 6, 6 tháng 9. One 168, 7 giờ thứ 7, 7 tháng 9. Trực tiếp trên kênh HTV Thể Thao.